audio jungle audio jungle Một loại thực phẩm càng ăn càng nhanh đi chạy thận. Thận có chức năng lọc tất cả máu trong cơ thể theo chu kỳ 30 phút một lần, song khả năng lọc của cơ quan này có xu hướng giảm khi độ tuổi tăng lên. Khi bạn đến tuổi 30, chức năng thận sẽ giảm 10% sau mỗi thập kỷ. Đó là lý do bạn nên giảm áp lực cho thận trước khi quá muộn. Dưới đây là 11 thực phẩm nếu ăn hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh về thận. Đầu tiên là viên uống bổ sung vitamin C. Mỗi khi cơ thể mệt mỏi hay có dấu hiệu cảm cúm, bạn thường uống viên sủi để tăng cường sức đề kháng. Có người còn bổ sung chúng hàng ngày thay cho các loại nước ép dầu vitamin C. Theo một nghiên cứu từ Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển, việc uống xê sủi hàng ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ sỏi thận ở Nam giới. Nguyên nhân là do một phần vitamin C cơ thể hấp thu sẽ được bài tiết qua đường tiểu dưới dạng oxalate, một trong những thành phần chính của sỏi thận. Thứ hai là màu thực phẩm. Các hàng quán ven đường thường thêm phẩm màu vào món ăn để làm chúng trông hấp dẫn hơn phẩm màu rất độc hại và làm suy giảm chức năng thận. Thứ ba, các thực phẩm giàu protein. Các bạn tập gym, Muốn giảm cân nhanh thường tiêu thụ lượng protein rất nhiều nhằm mục đích tăng cơ giảm mỡ nhanh, nhưng không biết rằng chế độ ăn uống giàu protein làm tăng gánh nặng cho thận vì cơ quan này phải tăng cường làm việc để đào thải một lượng lớn ure ra khỏi cơ thể. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới tổn thương thận. Ngoài ra nếu cơ thể đang bị nhiễm chứng ceton, thể ceton trong máu tăng quá mức cho phép sẽ dẫn tới sự gia tăng bài tiết canxi là nguyên nhân gây bệnh sỏi thận. Thứ tư là muối, ăn quá mặn huyết áp sẽ tăng mà thận lại đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh huyết áp. Các nhà nghiên cứu cho thấy hấp thụ lượng muối nhiều sẽ ảnh hưởng tới chức năng thận và là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới suy thận. Thứ năm là thuốc giảm đau. Mỗi khi đau đầu, đau bụng kinh, nhiều người thường uống thuốc giảm đau mà không biết việc sử dụng thuốc lâu dài hoặc với liều lượng cao có thể gây tổn thương mô thận, giảm lưu lượng máu đến cơ quan này, từ đó dẫn tới tổn thương hoặc suy thận. Thứ sáu là đồ ăn vặt dân văn phòng thường có thói quen ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Việc này khiến thận phải tăng cường lọc các độc tố có hại từ máu. Ăn vặt hàng ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng thận. Thứ bảy là chất cồn, uống nhiều rượu dễ dẫn tới tình trạng lắng động axit uric ở ống thận, từ đó gây tắc nghẽn ống thận, làm tăng nguy cơ suy thận và các bệnh về thận. Ngoài ra, sự cân bằng điện giải và các kích thích tố ảnh hưởng đến chức năng thận cũng bị xáo trộn do tiêu thụ quá nhiều chất cồn. Thứ tám là thịt, Người thường xuyên ăn thịt sẽ có nguy cơ suy thận cao gấp 3 lần những người không ăn. Thay vì thịt, bạn nên ăn nhiều trái cây và rau xanh để bảo vệ hai quả thận. Thứ 9 là nước sốt. Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng về các loại nước chấm và nước sốt, tuy nhiên chúng chứa đầy natri, chất gây cao huyết áp và cũng dẫn tới nguy cơ bệnh thận. Thứ 10, nước ngọt có ga. Loại đồ uống này chứa nhiều chất rất hại cho sức khỏe. Uống hàng ngày sẽ có nguy cơ mắc trứng proteinuria, tức là hàm lượng protein trong nước tiểu có nhiều. Trong trường hợp này, sự bài tiết protein trong nước tiểu gia tăng nghĩa là thận đã bị tổn thương. Và cuối cùng là đường. Người miền Nam rất thích ăn đường, nấu canh cũng nêm đường, cháo hủ tiếu gì cũng thêm đường, mà hoàn toàn không biết rằng đường chứa đầy fructose. Việc tiêu thụ quá nhiều đường thúc đẩy sự hình thành axit uric làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các bệnh này ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng thận cũng như sức khỏe hệ tim mạch.